Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật những cái thông tin mới cũng như là hướng dẫn cho các bạn là nâng cấp lên cái phiên bản Vega City phiên bản mới nhất và hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ để chúng ta cải thiện cái danh tính tài khoản của chúng ta ở trên cái app Vega City. Thì cái kèo Vega City thì nó là một trong những cái kèo mà có cái cách khai thác cũng như là khai thác theo chuỗi khối chia sẻ thẻ băm nhận quà tặng tương tự như cái kèo AV Reward, và những cái bạn nào mà đã tham gia thì các bạn cũng biết cái kèo AV Reward thì đã rất là thành công đó. Thì cái kèo này thì chúng ta khai thác cũng theo cái chuỗi khối cũng thi chia sẻ thẻ băm và thẻ quà tặng tương tự như vậy, và nó có một số các cái nhiệm vụ các bạn cần phải hoàn thành. Đó là chúng ta sẽ bấm vào đây là chúng ta hoàn thành ba cái nhiệm vụ này. Đa phần là những nhiệm vụ này là chúng ta chủ yếu là làm cái nhiệm vụ đó là chủ yếu là cái nhiệm vụ mạng xã hội như là Telegram hay Twitter thôi. Nó cũng khá là đơn giản. Đó thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hiện tại cái con app này thì hiện tại đã vẫn cho chúng ta khai thác bình thường nhé. Thì các bạn vẫn cứ vào chúng ta claim một ngày 2 đến 3 lần, bởi vì ở đây thì nó sẽ khai thác theo chuỗi khối, và ở ngàm một ngày ấy, thì chúng ta sẽ có 25 vòng khai thác. 25 vòng tức là 25 chuỗi khối, và nó khi mà các bạn đạt đến 25 vòng mà các bạn không thu hoạch thì máy đào của các bạn nó sẽ bị tạm dừng cho đến khi các bạn thu hoạch nhé. Các bạn nhấn vào các bạn thu hoạch, còn nếu như các bạn sau 20 năm cái phiên này mà các bạn không thu hoạch thì nó sẽ dừng hẳn luôn cho các bạn và các bạn sẽ không thể tiếp tục khai thác được. Cho nên các bạn chú ý là một ngày chúng ta vào đến 2 đến 3 lần. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bị ngắt quãng khai thác, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ không bị liệt vào cái danh sách là cái tài khoản mà cheat tài khoản đấy, vì là chúng ta không tham gia đào thường xuyên. Thì có lẽ là các bạn hãy lưu ý giúp mình cái phần này nhé. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cái phần đội để cho chúng ta mời bạn bè tham gia, cũng như là chúng ta sẽ chia sẻ link cũng như là cái mã mời để chúng ta mời bạn bè tham gia để chúng ta tăng được cái sức mạnh khai thác thẻ băm lên nhé. Và có cái, ngoài cái cách mà chúng ta tăng cái thẻ băm nữa, đó là chúng ta chia sẻ cái hạt năng lượng cũng như là hộp năng lượng. Cái hộp năng lượng này, cái hộp quà năng lượng, và mỗi ngày chúng ta chỉ được sử dụng một đến hai một cái mã này thôi, và chúng ta cũng chỉ được mời một sử dụng một mã và mời một mã thôi các bạn nhé. Cho nên là cái mã này của mình khá là nhiều, thì mình cũng vẫn chia sẻ cho các bạn. Những bạn nào nhập cái mã mời này, cái mã hộp năng lượng này, thì cả hai đều cùng nhận được là mỗi người 25.000 sức mạnh thẻ băm. Nó khá là cao đấy các bạn. Nó sẽ tăng được và nó cải thiện được khá là nhiều cái tốc độ khai thác của chúng ta khi mà chúng ta tham gia khai thác cái đồng Vega City này. Và ở đây thì các bạn còn được làm cái đồng BTC, cái đồng Bitcoin, thì này nó cũng tương tự như cái kèo khai thác cái đồng AVV thôi. Và dự án nó mới cập nhật cho chúng ta một cái cúp ở đây. Cúp ở đây thì nó là danh sách mà những 20 người dùng hàng đầu ấy, bảng xếp hạng ấy, thì các bạn có thể là xem cái bảng xếp hạng cũng những người tham gia khai thác ở đây. Như của mình, thứ hạng ở đây thì của mình thì nó khá là xa. Ở đây là thứ hạng của mình là 9999 như vậy. Đó. Đó, và đây là những cái top đầu họ tham gia khai thác và khai thác được nhiều nhất và giới thiệu được nhiều nhất ấy, họ sẽ đứng ở cái top đầu tiên. Thì mình cập nhật cho các bạn cái thông tin mới nhất ở trên trang Twitter chính thức của dự án nhé. Ngày hôm nay thì có cách đây mà 10 giờ thì có một cái bản cập nhật mới. Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng thì phiên bản mới nhất của ứng dụng Vega City iOS hiện đã có sẵn để tải xuống nhé. Và người dùng iOS ở trên iPhone thì sẽ được khuyến khích truy cập App Store để mà truy cập vào ứng dụng được cập nhật. Thì những bạn nào mà chưa nâng cấp lên cái phiên bản ở trên App Store thì chúng ta sẽ là cập nhật lên. Còn đối với những bạn sử dụng Android thì chúng ta đã có một cái phiên bản cao nhất rồi, và khi nào mà có cái phiên bản mới thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn. Còn hiện tại thì cái phiên bản các bạn đang sử dụng thì là một cái phiên bản mới nhất đó, thì các bạn cứ chúng ta sử dụng. Và cái hay nhất ở cái phiên bản mới thì nó đã khắc phục được cái lỗi gửi mail, gửi mã code về mail nhé. Đó, và chúng ta gửi là chúng ta sẽ nhận được cái mã code, chúng ta xác nhận được email và chúng ta đã đăng ký được rồi. Thì những bạn nào chưa có tài khoản để tham gia khai thác cái đồng Vega này thì các bạn kích vào link mình để dưới phần mô tả các bạn tham gia nhé. Và
Và nếu như mà các bạn mà nhập cái mà gửi cái mã code mà nó bị lỗi thì chúng ta chờ nó hết đếm hết cái thời gian đếm ngược ấy, thì để về không thì chúng ta lại bấm chúng ta gửi một lần nữa nhé, gửi đến một đến hai lần là chúng ta sẽ nhận được. Mình cũng gặp một vài trường hợp như vậy. Và có một cái thông tin, một cái sự kiện mới đó là tham gia một cuộc thi mời thành phố Visa, thì mời bạn bè và leo lên bảng xếp hạng để thắng lớn vào ngày 14 tháng 4 3 giờ chiều UTC đến 3 giờ chiều UTC ngày mùng 4 tháng 5 trong vòng 1 tháng, thì hãy chuẩn bị cho sự kiện khuyến khích và biến những kết nối đó thành một điều gì đó phi thường. Thì khi đối với những cái bạn mà tham gia vào mời được nhiều người tham gia thì chúng ta sẽ được đứng ở trong cái phần phần top này là 300 USDT và 300 đồng Visa, và cái top thứ hai là 200 USDT và 200 đồng Visa, và tương tự như vậy. Và cái cuối cùng là bạn nào mà ở top từ 6 đến 20 thì bạn sẽ nhận được 20 USDT và 20 đồng Visa. Và đây là một cái sự kiện đáng để cho các bạn tham gia nhé. Thì cái sự kiện này nó khá là chất lượng, của những bạn nào ở trong cái top đầu này thì bạn sẽ nhận được khá là nhiều, nhưng mà ở cái top đầu thì khá là khó vì đa phần là các cái những cái bạn ở quốc gia khác chứ không phải ở quốc gia của mình đó. Và thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ, thì các bạn kích vào đây này đó, từ cái trang chính đào này nhé, các bạn nhấn vào thu hoạch này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái chấm xanh ở đây này, các bạn kích nó vào nhé. Cái chấm xanh như các bạn nhìn đây này, mình sẽ kẻ kẻ cái chấm xanh ở đây đó, thì các bạn chấm nó vào cái chấm xanh, nó sẽ ra cái phần bảng như thế này. Thì chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta trở thành công dân. Cái này mình đã làm rồi cho nên là mình giờ mình không thể làm lại được, thì các bạn kích vào đây. Thì sau đó thì các bạn sẽ điền cái username Twitter của các bạn. Các bạn không bỏ cái chữ A còng đi nhé, các bạn chỉ điền không thôi. Mỗi cái username Twitter, đây cái tài khoản Twitter của bạn như thế này nhé, mình vừa lấy ví dụ nhé, thì các bạn bấm vào đây này. Thì các bạn sẽ thấy được cái username của bạn này. Các bạn bỏ cái chữ A còng đi, các bạn chỉ là sinh88.net. Sau đó thì các bạn nhập vào. Đó, nhập vào, khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra cái bảng cho mình nhập cái username của Twitter. Sau đó thì các bạn nhấn OK thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là tít cái bài tít của bạn lên trên trang Twitter của bạn để mà hoàn thành cái nhiệm vụ này. Sau đó thì các bạn quay trở lại, các bạn xác nhận trong vòng 24 giờ thì nó sẽ xác nhận cho các bạn cái nhiệm vụ hoàn thành, thì nó sẽ có cái tích xanh như này. Và cuối cùng là một cái nhiệm vụ nữa để trở thành đại sứ và hoàn thành nhiệm vụ X ấy. Thì ở đây cái nhiệm vụ này thì nó khá là khó làm. Ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ và trở thành đại sứ này, thay đổi ảnh đại diện, chúng ta sẽ thay ảnh đại diện của bạn và logo của cái tài khoản Twitter của bạn thành thành cái này. Các bạn tải cái ảnh này về này. Sau đó các bạn up lên avatar Twitter của bạn. Đây thì mình sẽ thay cái avatar của mình thành cái avatar của dự án nhé. Sau đó thì cái nhiệm vụ thứ hai đó là các bạn sao chép cái Visa City, cái tên Visa City này thêm vào biệt danh X của bạn. Đó, biệt danh của mình ở đây là Thế Hùng Crypto thì mình sẽ gạch ngang thành Visa City. Đó, thì các bạn copy các bạn dán vào đây. Khi các bạn kích vào cái phần chỉnh sửa hồ sơ này chúng ta sửa nhé. Tiếp theo là thay ảnh đại diện rồi này, thông tin khác này và ôn lại này. Ở đây thì các bạn điền cái tài khoản X của bạn vào đây này. Đó, cuối cùng là các bạn điền cái username Telegram của các bạn vào. Đó, các bạn điền vào, sau đó các bạn nhấn nộp nhé. Đó, các bạn nộp. Đấy, ở đây thì mình đã nộp rồi thì mình sẽ là chờ nó phê duyệt nhé. Đây này, như này là mình đã nộp rồi này. Mình sẽ gửi lại, có thể là bị lỗi. Đã gửi nhiệm vụ và nộp nhé. Đó, như vậy là mình đã gửi cái nhiệm vụ rồi. Mình đã nộp rồi thì nó báo là nộp rồi và nó sẽ chờ phê duyệt. Và khi cái phê duyệt xong thì nó sẽ có cái tích ở đây là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ này. Và cái nhiệm vụ cuối cùng thì nó hơi khó đối với các bạn một chút, bởi vì là một số các bạn thì không thể mời được bạn bè được nhiều, thì chúng ta sẽ không cần không chỗ này nó yêu cầu chúng ta là 120 người đăng ký. Nếu như các bạn không có khả năng mời thì chúng ta có thể bỏ qua cái nhiệm vụ này nhé. Thì các bạn làm được cái phần nhiệm vụ nào thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Ở đây thì theo mình thì các bạn nên làm hoàn thành hai cái nhiệm vụ này, bởi vì nó cũng khá là đơn giản để chúng ta cố gắng chúng ta hoàn thành các bạn nhé. Đó, như vậy thì cái để mà hoàn thành thêm cái nhiệm vụ này, và các bạn lưu ý là cái này nó chỉ là xác nhận cái tài khoản của các bạn thôi. Tài khoản tức là cái phần mà bước xác minh cái tài khoản của các bạn đơn giản nhất đó là xác minh cái tài khoản mạng xã hội.
Đó, và các bạn, đối với các bạn có nhiều tài khoản thì các bạn lưu ý tránh cái việc là dâu ông nọ cắm cằm bà kia nhé. Nhiều tài khoản thì các bạn có thể kết nối với nhiều cái tài khoản cheater, và các bạn không được là sử dụng nhiều tài khoản Visa với kết nối vào một tài khoản cheater nhé, cũng như là vào một cái tài khoản Telegram, các bạn lưu ý nhé. Để dự án đã phát hiện ra thì cái tài khoản của bạn nó sẽ bị đình chỉ, như vậy là cái công sức của chúng ta làm nó sẽ không thành công cốc. Và các bạn phải lưu ý cho mình, và các bạn chịu khó chúng ta chia sẻ hộp hộp năng lượng và cái hạt năng lượng này để mà tăng được cái sức mạnh khai thác ấy. Mình đã tạo một cái nhóm cho các bạn, đó là cái nhóm Thế Hùng Crypto Group, thì các bạn có thể vào đây chia sẻ tất cả các cái thẻ băm của cái app Satoshi cũng như là Vesa City và các cái app khác mà có cần đến chia sẻ cái thẻ băm có tặng, thì các bạn vào đây các bạn chia sẻ đó. Thì như bạn này chia sẻ cái hạt năng lượng này này, thì các bạn copy, các bạn nhập nó vào này. Đó, các bạn chia sẻ rất là nhiều, các bạn lưu ý là chia sẻ có kèo nào thì các bạn ghi là hạt năng lượng hay là thẻ băm Satoshi, thì bạn ghi rõ như thế này để mọi người còn biết là cái kèo nào để các bạn để họ nhập nhé. Đó, thì cái video này thì mình chủ yếu là cập nhật cho bạn một số những cái thông tin mới từ cái dự án Visa City này, thì trong thời gian tới có những cái thông tin mới thì mình tiếp tục cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.